an thanh tịnh tâm vì để nhổ tận gốc khổ não cho chúng sinh nhất định phải giúp chúng sinh lìa khổ được vui vô đề đưa tất cả chúng sinh đến nơi thanh tịnh đây là bồ đề lúc nào cũng phải tìm cách phá bỏ mọi khổ nạn cho chúng sinh chúng ta phải tận tâm tận lực bây giờ làm tốt công việc đã khó không phải bồ tát không thể làm nổi Vì Bồ Tát có lòng kiên nhẫn Bồ Tát không ngại khổ Không sợ chứng duyên Bởi vì chúng sinh thời nay Không nghe được những lời giáo huấn của Thánh Hiền Rất nhiều quan niệm đều lệch lạc nếu họ có khó khăn quý vị đến giúp họ sẽ nghi ngờ tôi với ông không quen biết sao lại đến giúp tôi ông có ý định gì ông muốn gì họ toàn nghĩ như thế thôi không những không cảm ơn mà lại còn cho bạn là người xấu cho rằng bạn đang sắp tâm có mục đích đen tối muốn chiếm đoạt thứ gì đó quý vị xem còn biết làm gì hơn bởi thế thời đại ngày nay phật pháp nói độ chúng sinh khó quá khó Quý vị, phải dùng phương cách nào để chứng minh mình không có ý đồ gì? Không có mục đích gì khác, chỉ là đồng tình, nhưng họ không tin quý vị, cho rằng trên thế giới này làm gì có những người như thế. Họ cho rằng nhất định là bạn có ý đồ, có mục đích muốn chiếm lĩnh thứ gì đó. Đây là những chuyện quá thông thường. Bạn cho rằng bạn không có ý đồ, không có mục đích, họ cho rằng bạn không được bình thường. Họ e ngại bạn. đó mới là khó khăn bởi Tôi thế nên nhà phật nói phật độ người có duyên có duyên là gì là bạn giúp đỡ họ họ hợp tác họ cảm ơn họ làm theo họ được lợi ích Nhưng những người kiểu này thì không nhiều Bởi thế Nghe Kinh Học Phật Nghe rồi sinh tâm hoan hỷ Theo những lời dạy trong Kinh Rồi đi truyền lại Tất cả đều là nhân duyên phước đức thiện căn được tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ nếu như đời trước chưa được học thì kiếp này quả thật gặp nhiều khó khăn không thể tiếp thu được họ chỉ nhìn cái lợi trước mắt chúng ta nói chuyện phật bồ tát với họ họ không bao giờ nghe nói về những lợi ích kiếp sau họ cho rằng bạn mê tín đó là những điều tôn giáo ru ngủ và họ lập tức phủ định ngay giáo lý đại thừa nói pháp môn tịnh độ là pháp rất khó tin bây giờ tôi thấy Tám vạn bốn ngàn pháp môn Đều là pháp khó tin Tịnh độ là pháp khó tin Trong những pháp khó tin đó Được mấy người tin Nghe rồi có thể tin Có thể tiếp nhận Rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật Để cầu sinh tịnh độ Như Kinh Di Đà Mô tả đó là người nhiều thiện căn, Nhiều phước đức nhiều nhân duyên nhiều thiện căn phước đức là kết quả tu tập trong nhiều đời của kiếp trước không phải một kiếp mà là nhiều kiếp như trong kinh kim cang nói một đời hai đời thì không thể có thiện căn phước đức lớn như thế Ngày nay chúng ta có thể tin tưởng, có thể thực hiện được quyết tâm cầu sinh tịnh độ. Việc này như kinh Kim Cang nói, trong vô lượng kiếp về trước đã tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, đến đời này mới thành tựu. Thành Phật trong kiếp này Bởi thế gặp những chúng sanh Ta phải đưa tất cả họ đến nơi thanh tịnh, an ổn Nếu không khởi tâm nhổ sạch gốc rễ Cái khổ sinh tử của tất cả chúng sanh Đó là việc làm trái với cửa Bồ Đề Như phần trước đã trình bày Thấy chúng sinh đau khổ Chúng sanh đang thọ khổ trong luân hồi lục đạo cần phải giúp đỡ họ giúp họ thoát ly sinh tử ra khỏi luân hồi mỗi niệm không được quên tâm niệm này về hành vi cần xem tất cả chúng sanh Liệu họ có thể tiếp nhận không? Nếu họ hợp tác Ta nhất định phải giúp đỡ Nếu không tiếp nhận Thì hãy xem họ thích hợp với pháp môn nào Họ muốn pháp môn nào Thì ta sẽ dạy họ pháp môn đó Họ muốn làm một người giàu có trong đời Bạn nói cho họ những vấn đề liên quan đến nó Họ hoan hỷ sẽ đón nhận ngay Bởi vậy khi giáo hóa chúng sinh Chư Phật Bồ Tát phải dùng các phương tiện quyền xảo Vận dụng trí tuệ Có tám vạn bốn ngàn pháp môn Thế pháp môn nào thích hợp Thì sử dụng pháp môn đó Đầu tiên là để cho mọi người nhận thức được Phật Pháp Không nhận tức là không ổn Nhất định phải nhận thức Phật là gì Thế nào là Pháp Nội dung Phật dạy là gì Học Phật có ưu điểm gì? Phải làm sáng tỏ những vấn đề trên Khi hiểu rồi Thì họ mới vui vẻ đón nhận Chúng ta là những người Phật tử Và được học Phật Không những phải hiểu rõ Mà còn áp dụng vào trong đời sống hàng ngày Áp dụng vào công việc Áp dụng trong việc ứng xử với mọi người Đưa nó ra, để mọi người học hỏi. Giống ngày xưa, Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm. Khi đã nhận thức được, thì mọi người không còn hoài nghi. Nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta không thể buông bỏ. Không thể buông bỏ được tự tư, tự lợi, tiếng thơm, lợi dưỡng. À, rằng Muốn rằng cho những người xung quanh có thể học hỏi, nhất định ta phải có tâm thanh tịnh vô nhiệm không tham danh không tham danh không hám lợi chân thành với người khác người khác đối xử không tốt với mình mình vẫn chân thành với họ thậm chí họ nhục mạ hãm hại mình thì mình vẫn đối đãi cung kính chân thành với họ sao mình phải làm như thế vì ta muốn đến thế giới cực lạc ta muốn học phật phật chính là tấm gương cho ta là điển hình cho ta nếu không học như vậy thì chắc chắn ta sẽ luân hồi trong lục đạo nhưng ở đây ta không muốn luân hồi trong lục đạo nếu muốn trôi lặng trong lục đạo thì cứ dùng tâm luân hồi cũng không sao nhưng ta đang muốn cầu sanh tịnh độ thì không nên dùng tâm luân hồi mà phải dùng tâm bồ đề tâm bồ đề là chân tâm tâm luân hồi là vọng tâm phải phân biệt rõ những vấn đề đó thì họ mới hết hoài nghi lúc đó họ mới giao tiếp yên tâm với bạn Biết bạn không phải là người lừa dối Làm hại họ Cuộc đời này Cổ nhân cũng nói rằng Không được đem tâm hại người Nhưng không thể không có tâm đề phòng người khác Bây giờ việc đề phòng đó đã đi quá xa Coi tất cả mọi người đều là người xấu Đây là do xã hội tạo nên